Vâng, chào các bạn. Chúng ta đến với hình 9 ở cái bài bài số 4, một số hệ thức lượng về cạnh và góc trong tam giác vuông. Đang đến cái hỏi chấm 1. Viết các tỷ số lượng giác của góc B và góc C, từ đó hãy tính mỗi cạnh góc vuông theo cạnh huyền và tỷ số lượng giác. Cái này thì quá dễ rồi. Xóa cái đoạn này đi, viết vậy. Ôi ủ. Ví dụ đối với góc B thì mình có sin sin B sin đi học. Sin đi học sin góc B bằng đối trên huyền bằng B nhỏ trên A. Đó. Rồi tính mỗi cạnh góc vuông theo cạnh huyền và tỷ số lượng giác của, thì có nghĩa là cạnh góc vuông ở đây là cạnh B này bằng cạnh huyền này A này nhân với tỷ số lượng giác là sin B này. Đấy, muốn tính một cạnh góc vuông ta lấy cạnh huyền nhân với sin của cái góc, sin của góc đối với nó, hoặc là cốt của góc kề với nó. Đây là cốt của B, cốt không hư, kề trên huyền, kề là C, trên huyền là A. Vậy tính cạnh góc vuông kề là cạnh C nhỏ thì bằng A, tức là cạnh huyền, nhân với lại cốt của góc B. Đó. Thì cạnh huyền là A, còn tỷ số lượng giác của góc B là cốt B sin B, rồi đến tang B nữa. Thì còn tang B nữa, tang đoàn kết thì chẳng liên quan gì đến cạnh huyền. Đó. Viết các tỷ số lượng giác của góc, từ đó hãy tính mỗi cạnh góc vuông theo cạnh huyền. Thì không có, nhưng mà cạnh thì nó lại liên quan đến ý B là cạnh góc vuông còn lại và các tỷ số lượng giác. Đó, thì nó là liên quan đến tang, thì liên quan đến IB. Tang đoàn kết đối trên kẻ, đối là B, kẻ là C, B trên C. Thì mình cứ tính cạnh góc vuông này, cạnh vuông này là B, thì bằng C nhân với tang của cạnh góc nhân C, cạnh góc vuông kia nhân với tang, đúng không, là tang B. Có nghĩa là một cạnh góc vuông sẽ bằng cạnh góc vuông còn lại nhân với tang của góc đối của nó, hoặc là cotang của góc kề. Làm nốt cotang đi. Cotang của góc B, cotang kết đoàn thì nó ngược lại, C trên B. Thì mình có thể rút C hoặc mình có ở trên B chứ. Mình có thể rút C hoặc rút B. Nếu mà rút B là cạnh góc vuông, cạnh góc vuông này bằng cạnh góc vuông kia chia cho tang của góc đối của nó. Đó. B tang thì bằng B bằng C chia B, B thì bằng C chia tang, đúng rồi đấy, vân vân. Thì tương tự như vậy với lại cái góc C thì chúng ta cũng làm được như vậy. Là xong cái hỏi chấm 1. Cái hỏi chấm 2. Trong ví dụ 3, ví dụ 3 là ví dụ nào vậy? Hãy tính cạnh BC mà không áp dụng định lý Pythagore.
Thế phải đưa được cái ví dụ 3 vào đây chứ. Ví dụ 3 là cho một tam giác vuông ABC có các cạnh góc vuông là 8 và 5, bây giờ chắc là không dùng. Hãy giải tam giác. Giải tam giác là tìm tất cả các cạnh và tất cả các góc. Thì ở đây nó dùng Pythagore thì bây giờ hỏi chấm 3 mà không cần dùng Pythagore nữa thì có tìm được không? Có tìm được tất cả các cạnh và tất cả các góc không? Giải tam giác là tìm tất cả các cạnh và tất cả các góc của tam giác đó. Thì ở đây biết hai cạnh rồi, một cạnh bằng 8, một cạnh bằng 5. Thì bây giờ tìm các cái góc và các cái cạnh còn lại. À, mới biết một góc là 90 độ, hai góc kia chưa biết. Bây giờ thì làm nào để không dùng định lý Pythagore mà vẫn tìm được? Không dùng định lý Pythagore thì chúng ta sẽ thế nào? Không dùng Pythagore thì dùng hệ thức lượng trong tam giác thôi. Hoặc là dùng tỷ số lượng giác. Bây giờ đang học ở bài tỷ số lượng giác thì chúng ta dùng tỷ số lượng giác. Mà dùng tỷ số nào cho nó hợp lý đây? Nào để xem nào. Tèng tèng tèng. Sin thì sao? Thế thì dùng tìm tang trước đi. Tang của góc nào? Tang góc C nhá. Tang đoàn kết là đối. Đối là 5. Trên kề là 8. Ship xem góc C bao độ. Suy ra góc C bằng. Bấm ship tang của 5 phần 8. Ui, sấp xỉ này. 32 độ 0 phút 19 giây. Cái này lấy sấp xỉ thì không khoái lắm nhỉ. Cho nó làm answer đi. Xấp xỉ 32 độ. Rồi sao? Mặc chẳng cần rút C ra đâu, cứ để này thôi. Xin đi học. Tang rồi sao? Vẫn phải rút chứ nhỉ? Rút như này thì chỉ xấp xỉ 32, muốn lấy đúng tuyệt đối thì làm nào? Tang. Bây giờ là dùng sin của góc C, sin C, sin đi học, sin C bằng sin đoàn kết đối là 5, trên huyền là chưa biết, đang cần tìm BC, BC suy ra BC bằng 5 chia cho sin. 5 chia cho sin C. Tức là sin của xấp xỉ 32 độ đi. Thì coi như vẫn phải tìm ra như thế. Thì BC sẽ bằng 5 chia cho sin của cái này. 5 này chia cho sin của alpha. Để nguyên thế thì vẫn được. Sin của cái này bằng, ui lẻ thế, 9,43. Để xem là bài gốc của nó là bằng bao nhiêu. Dùng Pythagore nó cũng 9,434. À thế cũng như nhau, cũng thế, cũng xấp xỉ cả. Đây là lấy 9,434 của mình là 9,343398. Lấy xấp xỉ 9,434. Rồi ok. Thế thì nó vẫn làm xấp xỉ thì được, mình cũng xấp xỉ được. Bằng xấp xỉ 9,434. Rồi sao?
Tìm được nó rồi, thế là tìm được ba cạnh rồi. Bây giờ còn tìm ba góc. Ba góc thì góc này 32 thì góc kia bằng 90 trừ 32 là xấp xỉ 58. 58 độ, thế là hết ba cạnh ba góc biết hết rồi. Ba cạnh ba góc biết hết rồi. Chưa. 58 độ, đúng rồi, nó cũng lấy xấp xỉ 32. Là xong ví dụ 2. Sang ví dụ 3. Trong ví dụ 4 hãy tính OP, OQ qua cosin. OP, OQ qua cosin. Ví dụ 4. OP cho mỗi một cạnh huyền bằng 7, cho một góc 36. Thì sin bằng đối trên tính được, có vấn đề gì đâu. Đơn giản như đang giản. Thế này, trong ví dụ 4 này, xóa này để biết. Ví dụ 4 này thì nó cho như trên hình cho ấy. Bây giờ nó bảo tính cái gì? Hãy giải tam giác là biết tất cả góc các cạnh, biết các góc đã, góc Q bằng 90 độ trừ đi 36 cho nên sẽ bằng là 54 độ. Thế là ba góc xong, giải tam giác là biết ba góc xong rồi. Bây giờ biết ba cạnh. Ba cạnh thì biết cạnh huyền bằng 7 rồi, tìm hai cạnh góc vuông nữa là xong. Bây giờ nó bảo tính theo cốt đúng không? Tính qua cosin, tính OP OQ qua cosin. OP OQ qua cosin. Rồi thế bây giờ nó là cosin của 36 độ, tức là của góc P, cốt không hư bằng kè là PO OP trên huyền là trên 7. Thì suy ra OP bằng cốt 36 nhân 7. Xấp xỉ 5,663. Bây giờ đến coi như cạnh này xong, còn cạnh này. Cạnh này thì cốt của cái góc nào? Cốt của góc Q. Cốt của góc Q. Cốt góc Q là cốt 54 đấy. Cốt không ư bằng kè là OQ. OQ trên huyền là trên 7. Thì suy ra OQ bằng 7 cốt 54. Xấp xỉ 4,14, 4,114. Thế là OQ xấp xỉ 4,114. Rồi. Xem giống nó không? 4,114, 5,663, đúng không? Tiêu 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 tiêu. Bài tập phần này thì không khó, lại thậm chí lại còn dễ đi. Bài thứ nhất. Các tia nắng mặt trời tạo với, ui đừng đọc cái chỗ này, nhìn vào cái hình này này. Được chưa? Nhìn vào cái hình này. Càng đọc chỗ càng rối. Cho cái cột này bao nhiêu, tính chiều cao của cái cột này, nó cho cái góc này là 34 độ và cái này bằng 86 thì cột bằng bao nhiêu. Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có là sin, sin không phải tan,
tang 36 độ này, à tang 34 độ này. Tang đoàn kết mà. Bằng đối là cái cột. Đối là cái cột, chiều dài của cột thì điền tên vào. A B C thì chiều dài của cột là AC đi. Bằng đối trên kẻ là trên 86. Thì suy ra chiều dài của cột sẽ bằng AC sẽ bằng 86 nhân tang 34. 86 nhân tang 34. Bằng xấp xỉ 58. Xấp xỉ 58 mét à. Cột cao ghê nhỉ. Đó, xấp xỉ 58 mét. Sang bài tiếp theo. Giải tam giác là đi tìm tất cả các cạnh và tất cả các góc. Tất cả cạnh, tất cả góc. Ví dụ như ở ý A thì nó là tam giác vuông. Vuông tại A. Trong đó BC bằng 10. Góc C bằng 30 độ. Thì góc này góc C này. 30 độ. B nhỏ là đối diện với góc B, thế thì cạnh này bằng 10 này. Cạnh này 10. Giải tam giác là hỏi các cạnh còn lại, hỏi các góc còn lại thì một góc 30 thì góc này 60. Không cần phải nói nhiều. Ba cạnh chưa biết cạnh nào hết, à biết một cạnh bằng 10 rồi. Thì dùng sin của 60 độ sin đi học đối trên huyền. Được, ta sẽ có là sin, chỉ nhớ một công thức thôi, sin của 60, sin đi học sẽ bằng đối, đối là 10, trên huyền là đang cần tìm, là BC, thì BC sẽ bằng 10 chia cho sin của 60, 10 chia sin của 60. Bằng xấp xỉ 11,547. 11,547. Những bài này họ không cho làm tròn nhỉ. Đấy là cái thằng nào đây? BC xấp xỉ 11,547. Đấy là cạnh BC này. Bây giờ đến cạnh AB thì Pythagore cũng được. Nếu không thì lại sin. Sin 30 độ. Sin 30 độ là sin đi học là bằng đối trên huyền. Ủa mà đối đã biết đâu? Huyền biết rồi. Thế thì không. Tính sứ là tang đi. Cái huyền cái số lẻ quá. Tang của 30 độ thì bằng tang thì bằng đoàn kết là đối AB trên kẻ. Kẻ là 10. Thì ra AB bằng 10 nhân tang 30. AB bằng 10 nhân tang 30. 10 nhân tang 30. Đóng ngoặc bằng. Lấy xấp xỉ 5,7735. 5,7735 là cái cạnh BC. 5,7735 gì đấy. Đó thì cái bài này nó làm được nhưng mà nó hơi lẻ. Thế còn ý B, ý C, ý D đều bắt chước thế hết. Có mấy cái đó này. Nó dễ. Buồn ngủ xíp bắt rồi. Nay không cự nữa. Ra nhiều video quá nó mỏi rồi. Thôi được, nay dừng ở đây đã. Không trụ nổi.